Xin chào tất cả các em. Như vậy là trong cái video trước ở trong cái chương số 3 bàn về một số các cái quy luật phân phối xác suất thông dụng thì chúng ta đã đi qua bốn cái quy luật phân phối xác suất rời rạc à, gồm có quy luật phân phối 01, quy luật phân phối nhị thức, quy luật phân phối bổ sông và quy luật à, phân phối siêu bội. Vậy nè. Thế thì với những cái quy luật phân phối à, rời rạc đó đó thì chúng ta đã khai thác được một loạt các cái tính chất cũng như là việc à, áp dụng vào để giải những cái bài toán À, bàn về biến ngẫu nhiên không? mà ở trong cái chương số 2 đó là cái chương biến ngẫu nhiên chúng ta đã đã khảo sát tuy nhiên với cái à, công cụ mà chúng ta đã học ở trong chương số 3 đó thì cái việc giải bài toán nó sẽ rất là nhanh phải không và ở đây nó có những cái mối liên hệ à, sự thay thế có nghĩa là dùng cái quy luật này để giải được cho cái quy luật khác thế bây giờ trong cái tiết học này thì chúng ta sẽ lại tiếp tục À, cũng bàn về các cái quy luật phân phối xác à, suất thông dụng nhưng mà bắt đầu chúng ta sẽ đi qua một số các cái quy luật phân phối liên tục, à, cho biến ngẫu nhiên liên tục. ở trong tiết học này thì thầy sẽ cố gắng giới thiệu cho các em hai cái quy luật đầu tiên, à, đó là quy luật phân phối đều và quy luật phân phối mũ hay còn gọi là phân phối lý thừa. Trước hết à, chúng ta sẽ đi vào các quy luật phân phối đều trước. thì ở đây người ta định nghĩa à, quy luật phân phối đều đó là gì? À, một cái biến ngẫu nhiên X À, mà nó được gọi là tuân theo quy luật phân phối đều trên một cái đoạn AB hay là khoảng AB. Nếu như cái biến ngẫu nhiên đó nó có cái hàm mật độ xác suất, Hàm mật độ xác suất là Fx được xác định theo công thức như sau. Có nghĩa là à, Fx nó sẽ bằng 0 nếu x nhỏ bằng a. Nó sẽ bằng 1 chia cho b trừ a nếu như giá cái trị x đó nó nằm trong cái khoảng AB và nó cũng sẽ quay lại bằng 0 nếu như là x à, lớn hơn bằng à, bằng b có nghĩa là xét về mặt đồ thị thì hình dáng của cái đồ thị của cái hàm mật độ này á nó sẽ có dạng như sau à nó có dạng như sau các em à, giả sử như đây là a và đây là b không à, đây là a và b đó ở đây a b là tùy ý à, không nhất thiết phải là số dương thế thì ở đây là một trên b trừ a một à, trên b trừ a chẳng hạn nó là cái số dương này này đó. đây là một chia b trừ a được chưa đó b trừ a Thế thì người ta bảo rằng là với mọi x mà nằm ở trong các khoảng này, này thì fx nó sẽ là bằng 1 chia b trừ a. Có nghĩa là về mặt đồ thị của nó sẽ là một cái đoạn thẳng à, nấu nối từ a đến b này. Đấy. Còn lại là nó bằng 0 hết. còn lại là nó bằng 0. Đấy. Như vậy là xác về hình dạng đồ thị của cái hàm mật độ fx nó sẽ có dạng như thế này. Được chưa các em? Rồi cái mà người ta quan tâm đó là gì? Đó là những cái tham số đặc trưng À, của cái quy luật phân phối điều này cũng như là gì cũng như là những cái ứng dụng của nó à, trong các cái bài toán kinh tế nó như thế nào thế thì bây giờ ở đây à, chúng ta sẽ tính sơ sơ hơn coi thứ là kỳ vọng nó bằng bao nhiêu à, hai cái tham số đặc trưng mà người ta rất là quan tâm đối với biến ngẫu nhiên đó là kỳ vọng và phương sai đúng không nè đấy thế thì kỳ vọng theo công thức của chúng ta thì nó chính là bằng tích phân từ âm vô cùng cho đến gì cao đến dương vô cùng vì nó là biến ngẫu nhiên liên tục mà phải không? À, nhân cho x dx. Thế thì các em biết rằng là với cái hàm số f x nó cho đó, mà khi ta lấy tích phân từ âm vô cùng đến dương vô cùng á, thì thực ra chúng ta chỉ cần lấy tích phân từ a đến b thôi. Vì trên các khoảng mà từ âm vô cùng đến a và từ a đến à, b đến dương vô cùng á, thì cái hàm fx này nó bằng không rồi. Cho nên cái tích phân nó không cần tính nữa. Vì vậy cái tích phân này á, nếu mà viết lại thì nó chỉ là từ a đến b thôi. Được chưa rồi thì với cái này thì các em sẽ thay vô x nhân fx và fx trong cái trường hợp này nó chính là bằng 1 chia cho b trừ a Cho nên cái này nó thành là x chia cho b trừ a Được chưa Đấy Cái này là dx Rồi các em sẽ đưa cái à, Cái hàng số đó ra ngoài là 1 trên b trừ a Ra ngoài nha. Đó Như vậy là nguyên hàm của cái này nó sẽ còn lại là x bình phương trên 2 nha các em Rồi các em thay cận từ a đến b vào Thế thì cái tích phân này nó sẽ là bằng b bình trừ a bình b bình trừ a bình được chưa rồi đem chia cho gì đem chia cho à, 2 lần b trừ a đúng chưa đó thế thì các em để ý rằng là theo hàng đẳng thức á, thì b bình mà trừ a bình thì nó sẽ bằng b trừ a nhân cho b cộng a nha, nha b cộng a rồi à, sau đó các em chỉ cần lấy à, rút gọn b trừ a thì kết quả này nó sẽ là bằng a cộng b chia 2 được chưa đó như vậy thì à, kỳ vọng của cái biến ngẫu nhiên x là nó chính là trung điểm của cái đoạn AB này. Đó, đây chính là X Được chưa các em? Đó, kỳ vọng của nó đó. Phải không? Đấy, Và chính giữa của cái đoạn AB này. Rồi, còn phương sai thì tính như thế nào? À, thế thì để tính phương sai thì các em cũng à, vận dụng đầu tiên các em tính cho thầy cái a của x bình phương trước, không? Đó, à, a của x bình phương. A của x bình phương thì theo công thức một lần nữa nó cũng chính là tích phân từ gì? âm vô cùng cho đến À, dương vô cùng Được chưa Của x bình phương Fx Thế thì ở đây á Là các em để ý cho thầy rằng là Một lần nữa Fx nó cũng chỉ nhận cái giá trị khác không Trên cái khoảng AB này thôi Còn lại trên cái Ngoài cái khoảng Cái đoạn khoảng AB này Thì nó bằng không hết Vì vậy cái tích phân này nè Thực ra chúng ta cũng chỉ tính tích phân Trên cái đoạn từ A đến B thôi à, Rồi cái chỗ này Fx trên cái đoạn đó Thì nó là một trên B trừ A Thì một lần nữa Nó sẽ là bằng x bình phương à, Nhân cho một trên B trừ A được chưa các em? Đó, dx và hiển nhiên rằng là gì? Hiển nhiên rằng là à, cái tích phân này thì nó khá là dễ. Chúng ta viết 1 trên b trừ a nó là hàng số à, ra ngoài à, và x bình phương là nguyên hàm của nó là x mũ 3 chia 3. Được chưa? Đó, rồi các em lại lấy cận từ a đến b cho thầy tiếp một lần nữa. À, rồi sau đó ta thay vào thì cái này nó sẽ là bằng 1 chia cho gì? 3 lần b trừ a. Được chưa? Rồi, sau đó các em sẽ khai triển cái này ra Thế vô này, nhưng bạn, chỗ này nó thành là B mũ 3 trừ cho gì? Trừ cho A mũ 3, được chưa? Rồi, áp dụng hàng đẳng thức Thì cái này nó sẽ bằng cái gì ra? À, áp dụng hàng thức thì cái này nó sẽ là bằng Các em rút gọn đi thì nó sẽ là bằng B bình phương Cộng cho AB Cộng cho A bình phương Đúng chưa? Rồi, đem chia cho mấy? Đem chia cho 3, được chưa? Vì ở đây là là theo hạng thức thì B mũ 3 trừ A mũ 3 thì nó bằng B trừ A Và B trừ A đó ta rút gọn của B trừ A này nhân với cái B bình cộng AB cộng A bình Được chưa? Rồi như vậy là ta suy ra được phương sai của cái biến ngẫu nhiên x này nó sẽ bằng cái gì? À, các em sẽ lấy cái kết quả này nghĩa là bằng B bình phương cộng. À, cộng cho AB cộng cho A bình Đó Chia cho gì các em? Chia cho 3 các em trừ cho kỳ vọng bình phương trừ cho s tất cả bình phương có nghĩa là bằng a cộng cho b chia cho 2. Tất cả bình phương, đúng chưa? Rồi, bây giờ việc còn lại của chúng ta là cộng trừ nhân chia và rút gọn cái biểu thức này đi. À, cho nên là cái này á, thì các em sẽ thấy rằng là nếu mà bình phương cái này ra là bằng 4 này, như vậy mẫu số chung của nó sẽ là 12. Vì vậy cái này ta nhân 4 qua đây á, thì ta được là 4B bì bình này nghe không? 4B bì bình. Cộng cho 4AB bốn 4AB rồi cộng cho 4A bình. Đúng chưa? Đó, rồi, sau đó ta trừ cho cái tổng bình phương này có nghĩa là trừ cho A bình này. À, rồi đem trừ cho hai à, lần AB này. Rồi đem trừ cho B bình này. Đúng chưa? Nhưng mà cái này sau khi quy đồng là buộc phải nhân cho ba nữa như vậy các em ghi bên này là cho ba cho thầy. Chỗ này là thành 6, chỗ này là ba Được chưa? Rồi như vậy ta rút gọn đi. Thì ở đây mẫu số nó vẫn là 12 nha các em. 12. Như vậy cái này nó sẽ là gì? À, 4A bình. 4A bình này. Rồi, trừ cho 3A bình là còn lại là A bình này. Được chưa? À? Rồi. Như vậy hai cái này rút gọn này. Tiếp tục 4B bình mà trừ cho 3B bình là thành là cộng cho B bình này. Cộng cho B bình này. Chỗ này là 4AB mà đem trừ cho 6AB là còn lại là trừ 2AB nha các em. Đó. Như vậy theo hàng đẳng thức thì cái trình tử này nó chính là bằng A trừ B tất cả bình phương hệ. Đúng không? Đó đem chia cho gì các em đem chia cho 12 đó như vậy là ta đã tìm được phương sai của các biến ngẫu nhiên à, x tuần theo quy luật phân phối đều đây chính là phương sai và đây chính là kỳ vọng của nó được chưa các em đây như vậy cái việc mà đi tính các cái tham số đặc trưng thì nó khá là đơn giản và ở đây là chúng ta chỉ cần dựa vào cấu trúc của cái hàm mật độ thì chúng ta sẽ tìm ra thôi Đấy, như vậy là tóm lại à, sau khi mà tính toán xong thì ta có được hai cái công thức này được chưa À, kỳ vọng và phương sai của nó. Thế thì à, đối với cái biến ngẫu nhiên mà có cái à, phân phối đều thì nó có ứng dụng gì đúng không? Trong kinh tế cũng như là các cái dạng bài tập mà liên quan đến à, phân phối đều này nó sẽ như thế nào được chưa? Thì thầy sẽ giới thiệu các em một vài cái bài toán. Ừ, cái bài toán đầu tiên nó là một cái bài toán mà nó sẽ à, ứng dụng trong kinh tế như sau. À, khi thâm nhập vào thị trường mới doanh nghiệp dự kiến cái doanh số hàng tháng có thể đạt được cái dao động tối thiểu là từ 25 triệu cho đến tối đa là 40 triệu đồng. Nhưng để đảm bảo được cái hiệu quả kinh doanh á, thì cần phải đạt cái doanh số tối thiểu là 32 triệu đồng tiền tháng. Câu hỏi đặt ra là vậy có nên thâm nhập vào thị trường này hay không? À, ý đồ của cái bài toán này như sau các em, có nghĩa là có một cái doanh nghiệp và cái doanh nghiệp này người ta sản xuất ra một cái mặt hàng mới à, và cái mặt hàng đó người ta muốn đưa ra thị trường để người ta bán. Ha? đưa ra cái thị trường để người ta bán. Và người ta nhắm đến một cái thị trường mà cái thị trường đó nó có cái khả năng tiêu dùng à, tương ứng đó là gì? 25 triệu hoặc là tối đa là 40 triệu. Cái đây chính là cái mức tiêu dùng của thị trường tương ứng ha, mức tiêu dùng, tiêu dùng đối với cái mặt hàng mới mà cái cái doanh nghiệp đó người ta muốn bán ra. Cái đây chính là những cái kết quả mà cái công ty đó người ta khảo sát được cái thị trường, có nghĩa là cái nhu cầu của thị trường người ta có thể mua được tối thiểu là 25 triệu và tối đa là 40 triệu à, trong một tháng đó. Được chưa nè Với cái mặt hàng mới này. Phải à. Tuy nhiên để kinh doanh có nghĩa là nếu mà các công ty đó người ta muốn đưa cái sản phẩm mới này ra thị trường người ta bán đó, thì à, cái chi phí mà người ta phải bỏ ra có nghĩa là cái tối thiểu cái doanh thu á phải đạt được là 32 triệu đồng trên tháng thì may ra thì cái cái công ty đó mới coi lời được. Nha? À. Cái, cái, doanh nghiệp đó mới có lời được chứ còn nếu mà tao à, ta bán ra thị trường trong một tháng mà cái mức độ doanh thu của nó mà dưới 32 triệu thì có nghĩa là cái cái sản phẩm đó đưa ra thị trường là bán sẽ không có lời được chưa tiếp bây giờ có hỏi đặt ra là người ta hỏi rằng có nên thâm nhập vào thị trường hay không đấy có nên thâm nhập vào thị trường hay không thế thì thâm nhập hay không đó là do ta phải tính qua thử rằng là cái khả năng thu thu hồi có nghĩa là khả năng tiền lãi tiền lời đó nó có À, lớn hơn 32 triệu này không à, có doanh thu nó lớn hơn 32 triệu này không Nếu mà lớn hơn thì may ra ta, ta có thể xác định và cái khả năng mà lớn hơn 32 triệu này là bao nhiêu phần trăm đúng chưa Đấy như vậy thì ta thấy này để giải quyết bài toán này thì các em thấy rằng là cái bài toán ở đây chính là cái bài toán dân số đúng không Thế bây giờ ta sẽ lấy cái việc là tính toán doanh số đó theo 32 triệu thì các em biết rằng là nếu ta gọi x nó chính là cái doanh số bán hàng trong một tháng và đơn vị ở đây là triệu đồng được chưa triệu đồng như vậy là rõ ràng về mặt giá trị đó, x nó sẽ nằm trong cái cái dao động trong cái đoạn từ gì các em từ 25 triệu cho đến gì các em đến 40 triệu đây chính là cái cái dao động của cái dân số đó đi chưa đây là chính là số tiền mà mà cái cái công ty đó nó sẽ thu được trong vòng một tháng nếu mà ta bán cái sản phẩm đó ra thì được đi chưa rồi thế thì ở đây về mặt giá trị đó, x nó nhận giá trị dao uh, động trong đoạn từ 25 đến 40 và giá trị của nó với xác suất là đều nhau cho nên về bản chất cái này x nó sẽ tuân theo quy luật phân phối đều và vì vậy ta sẽ biết ngay được rằng là cái hàm mật độ của cái x này nè uh, như chúng ta biết rằng là gì uh, theo công thức nó sẽ là bằng 1 phần uh, 40 mà trừ 25 là nó còn lại gì các em nó còn lại là 15 đúng không uh, nếu như x nó nằm ở trong cái khoảng từ 25 đến uh, 40 đấy Thực ra là đoạn hay khoảng thì nó cũng như nhau cả thôi Trong cái quá trình mà tính toán đối với phần vô điều thì Nó không có xét tại một điểm tùy ý Vì tại một điểm tùy ý xác suất của nó bằng không Cho nên thực ra cái chỗ này đoạn hay khoảng thì Nó như nhau cả thôi các em Cái thứ hai là nó sẽ bằng không nếu như x này nó không thuộc Đúng không? Nó không thuộc à, Vào cái khoảng từ 25 cho đến 40 triệu này Đó Ở đây chính là cái hầm mật độ của nó Theo cái công thức mà chúng ta mới vừa trình bài Được chưa? Đây chỉ cho b trừ a Thế thì bây giờ ở đây ta tính qua thử là cái khả năng có lời là bao nhiêu phần trăm Muốn cho có lời có nghĩa là tính tổng của doanh thu này Có nghĩa là nó phải như thế nào các em Lớn hơn 32 triệu mới được Đúng chưa? Đó có nghĩa là các em phải tính toán cái khả năng này Thế thì cái xác suất này nó sẽ bằng bao nhiêu Thì cái xác suất này nó sẽ bằng là tích phân từ uh, 32 cho đến gì các em Đến dương vô cùng Đó theo công thức, theo định nghĩa của xác suất không? xác suất x mà lớn hơn 32 chính là tích phân từ 32 đến dương vô cùng của f gì fx đúng chưa đấy à, nhưng mà cái hàm fx này á, là cái hàm mà nó chỉ nhận cái giá trị là 1 phần 15 trong cái đoạn từ 25 đến 40 thôi cho nên ngoài ra nó bằng không hết vì vậy cái tích phân này thực tế nó chỉ tính tích phân từ đầu đến đầu thôi các nó chỉ tính tích phân từ 32 cho đến 40 thôi chứ còn ngoài 40 thì cái hàm f này nó bằng không rồi mà nó bằng không thì cái tích phân này nó không cần tính nữa á cho nên là chúng ta chỉ cần chạy từ 32 đến 40 và cái F trong cái trường hợp này nó là một phần gì các em? 15. Được chưa? Rồi. À, các em sẽ tính cái này ra nguyên hàm của nó là 1 phần 15. Đó. Và nhân cho x cận từ 32 cho đến 40. Được chưa? Rồi như vậy là các em thay vào đó thì các em sẽ được là 40 mà chia cho 32 thì nó sẽ ra là còn lại là 8 phần 15. Được chưa? Đó. Thế thì 8 phần 15 này nè à, Nó sẽ lớn hơn Nó lớn hơn 0 ,5. Đúng chưa Đấy con Có bạn nào mà tính Thì có thể sách máy tính ra Bấm nó khoảng tầm 0 mấy á Đúng Điều này có nghĩa là gì Điều này có nghĩa là Cho chúng ta một cái kết luận là gì Nếu mà chúng ta tiến hành Mà chúng ta đưa cái sản phẩm mới này ra thị trường Để người ta bán á Thì khả năng có lời Đây là khả năng có lời nè các em Đó khả năng có lời được chưa? Có nghĩa là cái số tiền mà thu được nó lớn hơn cái số tiền mà chi ra tối thiểu này, 32 triệu đồng của cái, cái doanh nghiệp đó, đúng không? Có nghĩa là khả năng có lời của nó là trên 50%. Đúng không? Trên 50%. Đấy, 8 phần 15 thì lớn hơn không Việt Nam rồi. Đấy, trên 50%, điều đó có nghĩa là gì? Nếu như doanh nghiệp đó là một doanh nghiệp à, mà à, hơi liều liều một tí, không? Có nghĩa là nếu người ta mạo hiểm một tí thì khả năng có lời là trên 50 phần trăm như vậy khả năng chắc ăn có lời nó cũng cũng khá là lớn đúng không khả năng có lời khá là lớn cho nên là nếu mà tính toán thì khả năng thâm nhập thị trường là tương đối tốt vì vậy người ta hỏi là có nên thâm nhập thị trường hay không thì ở đây chúng ta sẽ kết luận là khả năng thâm nhập thị trường là lớn cho nên là tốt nhất là có thể thâm nhập thị trường được chưa đấy còn nếu như các em tính cái này này mà xác suất này này mà nó nhỏ quá có nghĩa là nó không phải 8 phần 15 mà nó nhỏ hơn 50 phần trăm nghĩa là nó càng nhỏ thì điều đó có nghĩa là khả năng có lời nữa rất là thấp mà khả năng có lời thấp thì điều đó có nghĩa khả năng bị thua lỗ sẽ càng càng cao được chưa mà khả năng thua lỗ càng cao thì không nên thâm nhập vào thị trường được chưa đấy à, cách thứ hai cách thứ hai các em cách thứ hai cái đây là cái đây là cách thứ nhất cách thứ nhất là có nghĩa là ta tính trực tiếp qua thử là các khả năng có lời là bao nhiêu còn cách thứ hai là gì? Cách thứ hai là chúng ta sẽ dựa vào những cái hàng số nó có sẵn đây này. Đúng không? Cách thứ hai là bây giờ ở đây thầy nói là tính ngay cái AX. Như vậy AX là gì? AX chính là doanh số trung bình hàng tháng. Đúng chưa? Có nghĩa là nếu mà ta tiến hành thâm nhập vào thị trường thì doanh số trung bình hàng tháng sẽ là bao nhiêu? Đây công thức của nó là A cộng B chia 2 này. Mà A cộng B chia 2 có nghĩa là bằng 25. Đúng à, không? Ta cộng cho 40. À ta chia cho 2. Như vậy là nó bằng cái gì các em? À, nó bằng là 65 chia cho 2 65 chia 2 thì nó sẽ bằng 325 ngàn gam đúng chưa điều đó có nghĩa là nếu mà chúng ta tiến hành mà thâm nhập vào thị trường thì trung bình hàng tháng ta sẽ thu được một số tiền đó là 32,5 triệu như vậy cái số tiền trung bình hàng tháng này nó lớn hơn số tiền mà chi phí đúng không lớn hơn số tiền chi phí điều này có nghĩa là lớn hơn 32 này. điều này có nghĩa là gì một tháng trung bình chúng ta sẽ lời được 500 nghìn nha vì nó lớn hơn 32 này 0,5 đơn vị đúng không đấy như vậy là với con số này thì chúng ta sẽ kết luận ngay là gì nếu mà anh tiến hành đầu tư mà thâm nhập vào thị trường mới với cái sản phẩm mới này thì khả năng trung bình một tháng anh sẽ thu được tiền lời là, là 500.000 đồng đúng chưa đấy đây là cách thứ hai để giúp cho chúng ta đưa ra quyết định là có nên thâm nhập vào thị trường hay không à, đấy như vậy là ta dựa vào cái kỳ vọng của nó để ta đưa ra kết luận đúng chưa đấy à, đó là một cách làm để chúng ta ta thấy rằng là là cái ứng dụng của cái phân phối điều vào trong những cái bài toán kinh tế nó rất là cụ thể đúng không rồi bây giờ thầy sẽ giới thiệu các em một vài cái bài tập nữa để chúng ta làm quen cũng như là ứng dụng cái à, quy luật phân phối điều này đây một cái bài tập khác nha các em ở đây người ta nói rằng là cái thời gian ít cần thiết để hoàn thành một công việc là biến ngẫu nhiên có phân phối điều trong khoảng từ 5 đến 9 phút đúng không đây là chính là cái thời gian mà mà để hoàn thành một cái công việc Bây giờ câu A người ta nói rằng là hãy viết cái biểu thức của cái hàm mật độ xác suất. Và câu B là tìm xác suất để công việc này hoàn thành là dưới 8 phút. Và câu C là thời gian trung bình để hoàn thành công việc đó là bao nhiêu. Đó. Như vậy thì chúng ta để ý này Đầu tiên là các em biết rằng đề nó cho đây chính là một cái biến ngẫu nhiên tuần theo quy luật phối đều. Vậy cái hàm mật độ của nó đúng chưa? Cái hàm mật độ của nó ở đây nó sẽ bằng cái gì? Hàm mật độ đó sẽ là theo công thức này, chúng ta sẽ viết ra này bằng 1 chia cho B trừ A đúng không? Như vậy là 9 trừ 5 là còn 4 này. Đó, 1 phần 4. À, nếu như x nó thuộc vào trong các khoảng gì các em? Nó khoảng từ 5 đến 9. Đúng chưa? Đó, ta phải thuộc cái hàm. Không? À, và cái này nó sẽ bằng 0 hết nếu như x nó không thuộc. Đây chính là hàm mật độ của nó. Được chưa các em? Đấy. Rồi. Thế thì bây giờ cô A người ta nói viết biểu thức hàm mật độ thì đây hàm mật độ đã viết xong. Đúng không? Cô B. Cô B là gì? À, tìm xác suất để công việc hoàn thành dưới 8 phút, có nghĩa là tính cái xác suất mà cái x này nó như thế nào các em? Tính xác suất để cho x này nó nhỏ hơn mấy? Nhỏ hơn 8. Mà xác suất để x nhỏ hơn 8 chính là bằng tích phân từ đâu đến đâu? Phải từ âm vô cùng cho đến 8 không? Đó, của f(x) dx. Đây chính là cái định nghĩa thôi, đúng không? Rồi. À, thế thì ở đây ta sẽ bằng cái gì? ở đây ta sẽ bằng này để ý rằng là cái hàm fx cái đây nó chỉ nhận cái giá trị là 1 phần 4 trong khoảng từ năm chín à. còn là ngoài năm chín nó bằng không hết vậy cái tích phân này thực tế nó chỉ là tích phân từ đâu đầu, đầu cả có phải là từ 5 đến 8 không đúng không và fx cái này chính là 1 phần 4. Đấy còn ngoài cái đoạn 58 này ra thì thì các em sẽ bỏ đi vì cái fx này nó bằng không à. không mà bằng không thì tích phân nó bằng không rồi cho nên chúng ta không cần phải xét nữa thế thì tới ai nó sẽ là bằng 1 phần 4 đêm à, x và lấy cận từ 5 đến 8 này rồi các em thay vô à, 8 trừ 5 là bằng 3 như vậy đáp số sẽ là 3 phần 4 dạ. Đúng không? Đấy như vậy ta tính được xác suất để cho cái à, Cái cái à, thời gian cần thiết để hoàn thành công việc Mà dưới 8 phút xác suất của nó là 3 phần 4 Phải không? Rồi à, cái câu C Câu C ở đây là gì? Câu C ở đây người ta nói là thời gian trung bình Như vậy thời gian trung bình nó chính là AX mà thôi đó, trong khi đó hồi nãy chúng ta đã học rồi công thức của ax nó sẽ bằng a cộng b chia 2 đúng không a cộng b chia 2 À, nhưng mà a cộng b chia 2 thì có nghĩa là 9 cộng 5 đó. 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 hay là năm cộng 9 gì đó các em tùy. Đó chia cho hai như vậy cái này bằng 7 phút hả? Đúng chưa? Đơn vị ở đây là phút. Đấy. Như vậy nó cho chúng ta một cái kết luận là à, thời gian trung bình mà để hoàn thành cái công việc này nó sẽ là mất khoảng 7 phút, được chưa? Đấy, còn nếu người ta hỏi về phương sai thì các em cũng cứ áp dụng công thức thôi là nó sẽ ra ngay. Được chưa? Đấy là một cái ví dụ mà nó khá là là đơn giản và đây chính là cái nội dung trình bày của cái bài toán của chúng ta vậy thôi thầy sẽ cho qua tiếp một cái ví dụ nữa nha à, một cái bài tập cũng ứng dụng trong kinh tế của phần phối đều đó là người ta nói là khi thâm nhập vào một cái thị trường mới đó, doanh nghiệp dự kiến được rằng là có thể đạt được cái doanh số trung bình là 30 triệu đồng trên tháng các em để ý vào đây cho thầy cái chữ doanh số trung bình này được chưa đấy và độ lệch chuẩn là 5 triệu Độ lệch chuẩn nha các em, 5 triệu. Tìm xác suất để khi thâm nhập vào thị trường đó, doanh nghiệp sẽ đạt được doanh số ít nhất, đạt được doanh số ít nhất là 32 triệu đồng trên tháng. Như vậy, ở đây, ta giả sử như cái doanh số gọi x là tính theo đơn vị là gì các em, triệu đi. không? Đó, triệu đi. Thì các em biết rằng là doanh số thì nó sẽ dao động trên cái đoạn gì các em, AB. Được chưa? và AB ở đây là triệu đồng. Thế thì như tính toán của chúng ta hồi nãy về mặt giá trị x nó cũng sẽ có tuân theo quy luật phân phối đều có điều A và B ở đây bằng bao nhiêu thì chúng ta chưa biết. Đúng không? Chúng ta chưa biết. À hàm mật độ của nó sẽ là bằng 1 chia cho B trừ A. Đúng không? Và với điều kiện là x ở đây nó sẽ à, thuộc vào cái khoảng AB. Đó. Như vậy A ở đây là gì? A ở đây chính là doanh số tối thiểu. Được chưa? Doanh số tối thiểu. À, và b ở đây là doanh số tối đa có thể đạt được của cái doanh nghiệp đó khi người ta đưa cái sản phẩm đó ra thị trường để người ta bán ý người ta nói như thế đúng không và ở đây nó sẽ bằng không nếu như x là không thuộc vào đoạn ab đúng không? thuộc bằng khoảng ab đấy nhưng mà theo cái công thức quy luật phân phối đều thì ta có như vậy thế thì theo theo cái bài toán ở đây ấy, đề nó cho là a của x đúng chưa a của x à. x ở đây chính là doanh số đúng không doanh số bán như vậy doanh số trung bình chính là AX và X nó cho là 30. Trong khi đó, à, trong cái phần lý thuyết thì chúng ta đã biết AX công thức của nó sẽ là A cộng B chia gì? A cộng B chia 2 đúng không? Đó. Rồi như vậy ta sẽ tương đương được là gì? Tương đương được là A cộng B sẽ bằng 60 này. Đó. 60. Rồi cái thứ hai nữa là người ta nói là độ lệch chuẩn, độ lệch chuẩn có nghĩa là căn bậc 2 của phương sai đó. À, căn bậc 2 của phương sai có nghĩa là căn bậc 2 của vx. Mà chúng ta đã học theo công thức hồi nãy đó thì vx nó sẽ bằng gì? Vx công thức của nó sẽ là a trừ b tất cả bình phương chia gì các em? Chia 12 đúng không? Đó. Như vậy cái này nó sẽ bằng gì? Bằng 5. Bằng 5. Đấy, Nào. Như vậy cái này tương đương với gì các em? ở đây a nó lớn hơn à, b lớn hơn a cho nên lấy lấy căn thì nó sẽ còn lại là b trừ a thôi nè đáng lý là trị tuyệt đối nhưng mà do b lớn hơn a cho nên là ta bỏ tuyệt đối luôn rồi như vậy cái này nó sẽ là bằng 5 căn 12 đúng không đó 5 căn 12 thì 12 này nó chính là bằng 4 x 3 như vậy lấy căn nó sẽ là bằng 2 căn 3 đúng không như vậy nó sẽ là 10 10 căn 3 được chưa đó rồi như vậy là từ đây các em sẽ giải các hệ phương trình gồm hai cái phương trình này nè. Các em giải nó ra thì các em sẽ tìm được cái doanh thu tối thiểu và doanh thu tối đa hay còn gọi là cái nhu cầu tối thiểu và nhu cầu tối đa của cái thị trường đó. Được chưa? Rồi như vậy ta giải ra nhé. Như vậy ở đây ta sẽ có là B nó sẽ bằng à, các em cộng hai cái phương trình này lại các em chia đâu ra cho thầy như vậy nó nó sẽ là bằng 60 cộng cho 10 căn 3 chia 2 cho nên nó sẽ bằng 30 này cộng cho 5 căn 3 được chưa các em? Đó. Rồi a à, à, nó sẽ bằng gì? A à, nó sẽ bằng lấy cái 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 phương trình trên này các em trừ cái phương trình dưới này các em chia cho hai như vậy là nó sẽ bằng là 30 trừ cho 5 căn bằng. Đây là cái à, nhu cầu tối đa và nhu cầu tối thiểu của thị trường đó đối với cái sản phẩm mới này. Được chưa? Rồi, như vậy sau khi có A và B thì các em sẽ biết ngay là bây giờ người ta muốn yêu cầu là tính cái gì các em? tính cái xác suất để khi thâm nhập vào thị trường đó thì doanh nghiệp sẽ đạt được doanh số ít nhất có nghĩa là đi tính cái xác suất để cho ít như thế nào các em đây chính là doanh số ít nhất là mấy 32 như vậy nó sẽ lớn hơn hoặc bằng 32 đó có nghĩa là trong cái bài toán người ta yêu cầu đi tính cái xác suất để cho cái doanh số này tối thiểu là 32 triệu thế thì cái này về mặt công thức thì nó chính là tích phân từ đầu các em từ 32 cho đến gì đến dương vô cùng mà thôi được chưa của cái hàm ép này à, đúng chưa nào nhưng mà một lần nữa cái hàm FX này nó chỉ nhận cái giá trị là khác không trong cái khoảng từ A đến B thôi. Chứ còn ngoài khoảng AB nó bằng 0 hết. Do nên cái tích phân này một lần nữa chúng ta chỉ cần tính tích phân từ 32 cho đến gì cao. Cho đến tối đa của nó là mấy. À, B ở đây là bao nhiêu. Các em để ý này Cái A ở đây là 30 trừ cho 5 căn 3 nghe các em? Trừ 5 căn 3. Rồi cái chỗ này nó sẽ là 32 này Đó. Thầy sẽ vẽ trên cái trục số Để cho các bạn dễ theo dõi. Đầu tiên đây là đây là giá trị A của chúng ta này. 32 nó nằm đây. Rồi tiếp theo nó sẽ là 30 cộng cho 5 căn 3 hả? 5 căn 3. Thì cái này chắc chắn lớn hơn 32. Đúng không? À, đây là B. Như vậy khi ta lấy tích phân từ à, 32 cho đến dương vô cùng. Thì thực tế nó chỉ cần tích phân từ đây nè. Chứ còn ngoài cái đoạn AB B, này ta đang dương vô cùng. Thì cái F nó bằng 0 bắt đầu đúng không? Cho nên thực tế cái tích phân này nó chính là tích phân từ 32 cho đến 30 cộng 5 căn 3 thôi. Được chưa các em? Đó. Rồi fx của chúng ta là các em thay vô à, 1 chia b trừ a có nghĩa là 1 chia cho gì? 1 chia cho 10 căn 3 đó. dx. À, đó. Rồi cái này thì tính nó quá là đơn giản rồi. Các em sẽ lấy kết quả các em trừ ra. Như vậy cái này nó sẽ là bằng à, 5 căn 3 trừ 2 đem chia cho 10 căn 3. Được chưa? Đấy, đây chính là đáp số của nó. Và các em sách máy tính các em bấm thì nó sẽ ra cái kết quả xấp xỉ là bao nhiêu đó đó chính là cái khả năng hay còn gọi là cái xác suất mà khi thâm nhập vào thị trường thì cái doanh số tối thiểu của nó đạt ít nhất là 32 triệu đồng được chưa? Đấy. Đó là cách mà chúng ta sẽ vận dụng cái phân phối điều vào giải quyết những cái bài toán kinh tế và đặc biệt là những cái bài toán mà liên quan đến cái kỹ thuật thâm nhập thăm dò thị trường. Và khi mà chúng ta biết được rằng là khả năng nó bao nhiêu phần trăm là có lời thì chúng ta sẽ đưa ra những quyết định chính xác là có nên tung cái sản phẩm đó là thị trường hay không để bán đúng chứ nào đấy đó là cái việc ta giải bài toán thôi à, ở đây nó chính là cái kết quả mà thầy đã trình bày ra một cách chi tiết để cho các em tiện theo dõi à, đây chính là cái hàm mật độ của chúng ta mới vừa nói hồi nãy đúng không thì đây sẽ là cái xác suất mà sau khi tính cái xác suất này ra thì khả năng nó khoảng là 38,5% được chưa các em Đấy, có nghĩa là à, khả năng mà lời ít nhất là 32 triệu nó sẽ là 38,5 phần trăm Đó là một cái à, ví dụ áp dụng các quy luật phân phối đều. Rồi bây giờ thầy sẽ đi qua cái nội dung tiếp theo đó là cái quy luật à, thứ hai. Được chưa? Đó là cái quy luật phân phối mũ. Thế thì một trong những cái quy luật mà nó áp dụng cũng khá là nhiều trong cái à, cái bài toán kinh tế đó là quy luật phân phối mũ. Quy luật phân phối mũ là một trong những cái quy luật mà nó được áp dụng để đánh giá cái tuổi thọ của sản phẩm ra, đánh giá tuổi thọ sản phẩm. Chẳng hạn như à, ta muốn biết rằng là à, cái tuổi thọ trung bình của một cái sản phẩm nào đó là bằng bao nhiêu, hay à, các doanh nghiệp người ta muốn đưa ra những cái chính sách bảo hành cho một cái sản phẩm, mà trong quá trình mà đưa ra cái năm bảo hành, số lượng thời gian à, cần bảo hành cho cái sản phẩm đó là bao nhiêu là cần thiết để sao cho mà ta tiến hành đưa ra cái mức à, bảo hành cho sản phẩm thì doanh nghiệp đó không bị lỗ đó thì nó như thế nào thì người ta hay áp dụng cái quy luật phân phối mũ này, hay áp dụng quy luật phân phối mũ này, nó ứng dụng rất là nhiều trong những cái bài toán liên quan đến bảo hành sản phẩm, đánh giá tuổi thọ của sản phẩm, kể cả tuổi thọ của con người cũng như là các cái đối tượng khác nha. À, rồi, thế thì quy luật phân phối mũ nó có cái hàm mật độ như thế nào? thì ở đây người ta định nghĩa như thế này nè, nếu một cái biến ngẫu nhiên X nó được gọi là tuân theo quy luật phân phối mũ với cái tham số là lambda cái ký, ký hiệu x là tương đương với A lambda này nếu như cái biến ngẫu nhiên đó nó có cái hàm mật độ như sau ha fx là bằng lambda nhân e mũ trừ lambda x nếu như x là một số lớn bằng 0 và lambda ở đây là số dương cho trước và nó sẽ bằng không nếu x nhỏ hơn không thế thì các em để ý này đối với một cái sản phẩm tùy ý thì mỗi sản phẩm nó ứng với một cái lambda gì ví dụ như người ta muốn đánh giá về tuổi thọ của một cái lỗ bóng đèn nào đó thì cái lambda của nó sẽ là một con số cụ thể nào đó ha rồi người ta muốn đánh giá về cái tuổi thọ của một cái máy ừ. chẳng hạn như người ta muốn xác định qua thứ cái máy atm nó hoạt động trong bao lâu thì nó sẽ hư thì người ta sẽ có cái lambda riêng của nó như vậy mỗi sản phẩm nó sẽ có một cái lambda cho nên cái lambda này người ta gọi là cái lambda tham số ứng với từng cái sản phẩm một cho nên ở đây á, là mỗi sản phẩm nó ứng với một cái hàng số lambda riêng nha các em. Đấy. Rồi. Thế thì với một cái biến ngẫu nhiên mà có quy luật phân phối như thế này á, thì những cái con số mà đặc trưng của nó được tính như thế nào? Về mặt phương pháp thì các em cũng sẽ áp dụng những cái công thức, ví dụ như các em muốn tính kỳ vọng, được chưa? Thì ở đây thầy sẽ nói nhanh không có trình bày cái cách tính một lần nữa vì thực ra cái này chúng ta đã làm ở trong các cái cái chương số 2 rồi, cái quy luật phân phối mũ này nè. À, bạn nào mà theo dõi ở trong chương số 2 thì sẽ biết ngay trong chương số 2 thì đã từng làm cái kỳ vọng phương sai của anh chàng này rồi phải không? AX nó chính là bằng gì? À, công thức là từ âm vô cùng cho đến dương À? Đến dương vô cùng của xfx phải không? xfx. À, nhưng mà một lần nữa thì ở đây các em để ý rằng là gì? À, các em để ý rằng là với những cái trường hợp mà x nó nhỏ hơn 0 á, thì fx nó bằng 0 rồi vì vậy cái tích phân này nếu mà ta xét thì nó chỉ chạy từ 0 đến dương vô cùng thôi phải không của x và fx trong trường hợp này nó chính là cái hàm này À, cho nên ta lấy vô đây là lambda x này đó a mũ trừ lambda x đó và đây là một tích phân suy động và ta áp dụng công thức tích phân suy động để ta tính thôi thì cái này các em sẽ xem lại vì cái này thầy đã tính một lần rồi trong cái chương số 2 đó nha các em sẽ xem lại trong chương số 2 và tất nhiên cái việc tính tích phân này thì đồ hỏi chúng ta phải nhớ lại những cái định nghĩa liên quan về tích phân suy động có cận vô tận ha rồi tiếp theo là vx vx thế thì Vx thì nó sẽ bằng A của x bình phương trừ cho gì các em trừ cho a x tất cả bình phương không à, hãy tất cả bình phương đấy sau khi các em tính cái a x này ra rồi các em tính cái a x bình phương thì a x bình phương ở đây về mặt công thức của nó sẽ là tích phân vẫn từ âm à, không đến dương vô cùng à, của lambda x bình phương a mũ trừ lambda x được chưa đấy thì những cái tích phân này thầy không tính lại nữa cả. và ở đây thầy chỉ đưa ra cái đáp số cho cái công thức kỳ vọng và phương sai thôi. Được chưa? Rồi, thế thì ở đây ấy, là gì? À, người ta đưa ra chúng ta những cái kết luận có nghĩa là sau khi mà tính toán những cái tích phân mà thầy mới trình bày đó thì người ta tính được kỳ vọng của nó bằng 1 trên lambda và phương sai của nó là bằng 1 trên lambda bình phương. Và chính vì phương sai nó bằng 1 trên lambda bình phương cho nên người ta đưa ra cái độ lệch chuẩn của nó là bằng 1 trên lambda. Và 1 trên lambda này nó chính là 1 trên lambda này. Hai cái này nó bằng nhau. Và đây chính là một trong những cái dấu hiệu để người ta nhận biết một cái biến ngẫu nhiên nó có tuân theo quy luật phân phối lý thừa hay không có nghĩa là gì à, cái em muốn biến một cái quy luật nó có tuân theo quy luật phân phối lý thừa hay không thì các em nhìn vô kỳ vọng và độ lệch chuẩn của nó nếu hai cái này nó đều bằng nhau nha nó đều bằng nhau như thế này thì à, khả năng nó sẽ tuân theo quy luật phân phối lý thừa được chưa đây chính là cái cách để chúng ta nhận biết thế bây giờ cái công việc đặt ra ở đây là gì là cái quy luật phân phối lý thừa này này nó có những cái ứng dụng gì trong thực tế hơn à, thì một lần nữa thầy sẽ À, đưa cho các em một số các cái ví dụ xoay quanh về vấn đề à, ứng dụng của cái quy luật phân phối lý thừa này à, vào trong các cái lĩnh vực à, kinh tế. Nhắc lại một lần nữa, quy luật phân phối lý thừa là quy luật được áp dụng cho việc à, giải quyết hay là đánh giá những cái cái đối tượng mà nó nghiêng về tuổi thọ, nó nghiêng về tuổi thọ Nha. Rồi, bây giờ thầy sẽ lấy cái ví dụ ở đây để chúng ta quan sát. Cái ví dụ đầu tiên À, tuổi thọ của một cái lỗ bóng đèn đấy các em thấy chưa khi người ta nói về quy luật đi thừa là người ta nói về tuổi thọ ha à, x là tuổi thọ của một cái lỗ bóng đèn à, là một biến ngẫu nhiên tuân theo quy luật phân lý thừa với cái hàm mật độ cho như sau đây chính là hàm mật độ của nó như vậy các em nhìn vô trong cái này này và các em nhìn vào trong cái công thức fx của chúng ta hồi nãy thì các em sẽ biết được lambda nó bằng mấy đúng không đây thầy nhắc lại một lần nữa này nó sẽ bằng lambda e mũ trừ lambda À, x nếu như x là lớn hơn 0 và lambda này dương được chưa? Và nó sẽ bằng 0 nếu như à, x này bán bằng 0, được chưa? Như vậy các em nhìn vô đây và các em nhìn vô trong cái hàm này, này thì các em sẽ biết được lambda bằng mấy. nhưng mà nhìn vô đây sẽ biết được lambda nó sẽ bằng gì các em? Lambda nó sẽ bằng 1 phần 1500. Đúng không? Đấy. Các em sẽ biết được con số này thì các em sẽ biết được rất là nhiều thứ. Có nghĩa là các em sẽ biết được ax, các em sẽ biết được vx thôi, đúng không? Đấy. À, rồi, như vậy rất là dễ đúng không? Bây giờ ta coi thử câu hỏi nó đặt ra là gì. Câu hỏi người ta đặt ra như sau: Hãy xây dựng hàm phân bố xác suất có nghĩa là cái hàm F lớn không Rồi câu B là tìm tỷ lệ các bóng đàn có tuổi thọ dưới 1500 giờ. Thì ở đây thầy chỉ trên bàn cái câu B này thôi chứ còn câu A này thực ra nó chính là cái kiến thức của chương 2 rồi. Đúng không? Tìm hàm phân bố xác suất của một cái biến ngẫu nhiên mà khi biết trước hàm mật độ thì cái này chắc có lẽ là À, chúng ta lại quan sát vào trong chương số 2 thôi ha ở đây thầy muốn bàn đến cái câu b này đó là tìm cái tỷ lệ các bóng đàn có tuổi thọ dưới 1500 giờ cái trước khi giải cái bài này thì ta tập phân tích một chút ha nhắc lại một lần nữa hàm phân bố xác suất được tính theo công thức là bằng tích phân từ âm vô cùng cho đến gì cả đến x của ft dt được chưa dạ? đó ft thế để tính cái tích phân này thì chúng ta cứ xét ra trường hợp thứ nhất là x nó nhỏ hơn không rồi trường hợp thứ hai là x nó lớn bằng 0 đúng không? Đấy, rồi các em sẽ thay vào thôi. Như vậy vì à, về mặt công thức có thể viết một cách chi tiết như sau, nếu x nhỏ hơn 0 thì lập tức cái f(x) này nó sẽ bằng 0. Được chưa? Vì lý do sao? Nếu như x nhỏ hơn 0 á, x nhỏ hơn 0, thì cái ft này nó sẽ bằng 0 này. Đúng không? Đây, à, x nhỏ hơn 0. Vì cái tích phân này là t nó chạy từ âm vô cùng đến x mà x nhỏ hơn 0 thì ft nó phải bằng 0 thôi. Đúng không? Rồi, cái trường hợp thứ hai nữa là x nó lớn hơn bằng 0 như x lớn bằng không đúng không thì thì cái tích phân mà từ âm vô cùng đến x này nó sẽ chính là chỉ còn lại tích phân từ không đến x thôi đúng không của ft trong trường hợp này nó sẽ là cái hàm này đây có nghĩa là bằng a mũ trừ một phần một nghìn năm trăm được chưa x chia cho gì các em chia cho một nghìn đó à, cái này t chứ t Rồi đây đi t được chưa đó, em chỉ cần tính cái tích phân này ra cho thầy là sẽ biết được ngay cái hàm phân bố nó bằng bao nhiêu. Ha. À, lát nữa thầy sẽ à, trình bày cái bài làm ra để cho các em thấy rằng cái tích phân nó bằng bao nhiêu thôi. Thực ra cái việc tính tích phân này chẳng qua là tính tích phân xác định thôi mà, không? Rồi, à, đó là hàm phân bố. Rồi, cái câu B là gì? Các câu B là ở đây người ta yêu cầu là chúng ta phải làm gì? À, câu B ở đây người ta yêu cầu là tìm tỷ lệ bóng đàn có tuổi thọ ở đây x nó đại diện cho tuổi thọ mà như vậy là người ta yêu cầu là tính cái xác suất không à, mà cái tuổi thọ này nè nó sao các em dưới 1.500 có nghĩa là nhỏ hơn 1.500 đúng không đấy tính cái xác suất này như vậy cái xác suất này chính là xác suất à, là tích phân từ âm vô cùng cho đến gì các em đến 1.500 được chưa đó của cái hàm mật độ fxdx phải không rồi. Thế thì tích phân mà từ âm vô cùng cho đến 1500 là thực tế nó cũng chính là tích phân từ đâu đến đâu từ không thôi. Vì nhỏ hơn không thì cái F này nó lại tiếp tục bằng không rồi. Cho nên cái này nó sẽ là 1500. Tính từ không thôi các em. Rồi cái hàm mặt đũa các em thay vô đây. Đây cái F này nó chính là cái hàm này đây. không? Ừ, ta thay vô như vậy nó sẽ là a mũ trừ x chia cho 1500. Rồi, chia cho 1500. Được không? Để để x. Rồi các em chỉ cần tính cái tích phân này ra hoặc là ta sẽ bấm máy tính là sẽ biết được ngay cái xác suất này thôi. Được chưa? Đây là cách làm cho cái một cái ví dụ áp dụng về cái tuổi thọ của một cái đối tượng nào đó ha. Rồi à, cụ thể cái bài giải nó như sau. Đây chính là bài giải của chúng ta à, theo cái hướng phân tích mà thầy mới vừa nói tắt thời đúng không? Đây chính là hàm phân bố của nó và được giải theo kiểu là đây chúng ta chỉ cần tính cái trường hợp mà x nó lớn hơn không hoặc bằng không thì chúng ta chỉ cần tính cái tích phân này thôi đấy và cái tích phân này sau khi tính xong thì nó bằng bao nhiêu nè Đó. À, nó bằng bao nhiêu nè được chưa ở đây á, để cho nó chính xác thì các em nên thay cái chữ này là bằng chữ t hết cho thầy chứ đừng có viết chữ x vì thật ra viết chữ x á, là trong cái trường hợp mà chúng ta không sợ nhầm lẫn thôi chứ còn cái chữ x này với chữ x này mà nó giống nhau là nhiều khi chúng ta lại lẫn lộn nha đấy sửa thách hết cái này thành cái chữ t cho thầy được chưa nào đó, đó chữ t được chưa à, cái này nó cũng thành là t luôn nè đó cái này nó thành dt và sau khi tính tích phân xong một thay số vô thì nó lại theo biến x nha và đây chính là cái đáp số của chúng ta là cái hàm phân bố xác suất căn tim của cái biến ngẫu nhiên x rồi còn cái tỷ lệ bóng đàn mà có tuổi thọ dưới một nghìn năm giờ thì ta áp dụng cái công thức này thôi xác à, suất để x nhỏ hơn một nghìn năm trăm nó sẽ là tích phân từ âm vô cùng cho đến một nghìn năm trăm của fx và cái tích phân này chỉ tính tích phân từ không cho đến một nghìn năm trăm của cái hàm mật độ của chúng ta trong trường hợp này nó sẽ là e mũ trừ 1 phần 1500x. À, cái này cái này các em phải đóng móc đơn, mở móc đơn, đóng móc đơn đó cho nó chính xác. Rồi đem chia cho a e mũ 1500 và cái em bấm máy tính ra thì nó sẽ sắp xỉ 0.632, có nghĩa là 63 phần trăm tỷ lệ của nó đó. Được chưa? Rồi thầy sẽ cho tiếp một cái ví dụ nữa để áp dụng cho cái quy luật phân phối này trước khi mà chúng ta kết thúc cái video này nha đó là gì à, khoảng cách thời gian mà hai khách hàng kế tiếp nhau đến ngân hàng đây chính là khoảng cách thời gian nha các em là biến ngẫu nhiên tung theo quy luật phân phối lý thừa với trung bình là 3 phút như vậy ở đây x nó tính theo đơn vị là phút được chưa các em đó x tính hàng phút và x này tung theo quy luật phân phối lý thừa a lambda lambda ở đây bằng bao nhiêu biết chưa xin thưa là chưa nhưng theo đề nó cho nè ax là bằng mấy ta đọc tới đây là ta biết được ngay đúng không ở đây người ta nói gì trung bình là 3 phút như vậy ax là bằng 3 được chưa giả sử vừa có một khách đến có nghĩa là mới có một khách vừa tới ngân hàng được chưa đây là khách đầu tiên à, tìm xác suất để trong vòng 2 phút nữa có nghĩa là hai phút nữa thì có ông khách số 2 sẽ đến ngân hàng như vậy đây chính là x chứ gì nữa các em là khoảng thời gian mà hai cái khách liên tiếp nhau đến ngân hàng với gì nữa như vậy chính lý cái gì nữa đúng không như vậy là người ta nói này trong vòng ít nhất 2 phút nữa có nghĩa là đề bài toán người ta yêu cầu chúng ta phải tính cái xác suất để cho ít như thế nào ít nhất 2 phút nữa có nghĩa là so với con số 2 thì ít lớn hơn hai này nhỏ hơn hai các nhỏ hơn hoặc bằng hai vì ít này chính là thời gian chờ mà đúng không có nghĩa là trong vòng 2 phút nữa ít nhất 2 phút nữa à, trong vòng ít nhất 2 phút nữa mới có người khách tiếp theo à ta, ta, ta nhầm chỗ này mới có người khách tiếp theo có nghĩa là phải từ 2 phút trở lên nữa thì mới mới được như vậy thời gian chờ phải lớn bằng 2 phút đó ta phải sửa lại chỗ này tí ha à, có nghĩa là các em phải tính cho thầy cái xác suất để ít lớn bằng hai như vậy với cái đề như thế này này thì công việc của chúng ta đó về mà công thức chúng ta cần phải tính tích phân từ hai cho đến dương vô cùng đúng không đúng chưa đó Của FX DX Đó các em phải tính cho thầy cái này Nhưng mà muốn tính cái tích phân này Thì cái hàm FX này nó phải bằng bao nhiêu ta phải tìm ra Tuy nhiên với cái địa nó cho thông tin như thế này ấy, Thì ta sẽ biết ra ngay được nè AX bằng 1 phần 3 Mà trong khi A à, bằng 3 Trong khi đó là AX theo công thức của chúng ta nó bằng 1 trên lambda Như vậy ta suy ra được lambda sẽ là 1 phần 3 đúng không các em Đó 1 phần 3 Và sau khi có lambda thì ta viết ngay cái công thức FX của chúng ta ra FX sẽ bằng gì nó sẽ bằng lambda nghĩa là 1 phần 3 này A mũ trừ lambda x nghĩa là trừ 1 phần 3 x này Đó, viết công thức ra cho nó đúng nha Đây x là dương Và nó sẽ bằng 0 nếu x bán bằng 0 Được chưa? Đó à, Có một số cái trường hợp người ta để chỗ này dấu bằng và để dấu này nhỏ hơn Như nhau cả thôi Thực ra tại một điểm thì nó không có phân biệt đối xử gì cả à, Thực ra viết như thế này cho nó đúng theo cái tinh thần à, của cái đề cũng như là của cái hàm chúng ta cho nó chính xác như vậy là sau khi mà ta xác định được lambda thì ta có được cái gì các em hàm mật độ và khi có hàm mật độ thì các em bóc các em thay vào đây thôi Thế các em để ý rằng là uh, x mà nó chạy từ 2 cho đến dương vô cùng thì cái fx nó chính là cái hàm này này đấy như vậy là ta thay vô như vậy nghĩa là ta phải tính tích phân từ 2 cho đến dương vô cùng đúng không Đó. của gì các em một phần ba các em đưa ra ngoài luôn như thế này như vậy chỗ này sẽ là e mũ trừ một phần ba x được chưa dx rồi cái tích phân này á, thì các em biết rằng là đối với tích phân suy động á, thì nó chính là bằng lim gì đấy? Lim A dần vị dương vô cùng đúng không? Đó, thì thực ra cái này thì chúng ta đã làm hoài rồi đúng không? Cái tích phân này tính như thế nào? Là tích phân từ 2 cho đến A, A mũ trừ à, uh, 1 phần 3 x dx, đó. Đúng chưa các em? Và nguyên hàm cái này nó bằng bao nhiêu? Nguyên hàm cái này nó chính là bằng... À, uh, trừ 3 đúng không? A muốn trừ 1 phần 3. X. Đúng không? Đánh nguyên hàm cái này. Cái này đạo hàm thì nó ra cái này đi. Rồi các em lấy cận từ 0 đến A. Các em thế vào rồi sau đó cũng tính liêm ra thì nó sẽ ra kết quả. Và nhân cho 1 phần 3 nữa thì nó ra được cái cái xác suất này. Được chưa? Đấy. Ta đạp kỹ cái chỗ này để ta viết cái công thức cho nó đúng. Ở đây người ta nói là để trong vòng ít nhất 2 phút nữa mới có ít nhất 2 phút nữa mới có có nghĩa là từ 2 phút nữa sau khi cái người thứ nhất vừa tới thì khoảng từ 2 phút nữa trở lên thì mới được có nghĩa là cái khoảng thời gian chờ này nó phải lớn bằng hai cái này tao phân tích cho kỹ để nó khỏi bị nhầm lẫn nha Đấy là một cái ví dụ nữa để áp dụng cho chúng ta thấy rằng là cái quy luật phân phối lũy thừa nó cũng còn được dùng trong những cái bài toán liên quan với gì thời gian chờ có nghĩa là cái thời gian hàng đợi của chúng ta đó rồi à, đó là toàn bộ những cái dạng bài tập xoay xung quanh cái quy luật phân phối xác à, suất theo kiểu là phân phối đều và phân phối lý thừa. Hy vọng rằng là qua cái tiết học này thì các em sẽ có được một vài cái kiến thức uh, nó liên quan về hai cái quy luật. Thứ nhất là nắm vững được cái cấu trúc hàm mật độ, các cái tham số đặc trưng cũng như là những cái quy luật này nó áp dụng vào trong cái lĩnh vực nào trong kinh tế. Cái đó là cái điều mấu chốt quan trọng nha. À, tắt là ta sẽ dừng ở đây và tiết học này ta sẽ kết thúc xin chào và hẹn lại các em trong các tiết học sau chúng ta sẽ đi qua những cái dạng à, quy luật phân phối à, như là phân phối chuẩn phân phối siêu và phân phối Fisher